mời cái anh này tôi cũng nghe tiếng tâm lâu rồi. À, xin Rồi, chào xin bác chào Hồ. ông À, Nghĩa. tại vì nghe bác và chỗ mấy anh đang bàn chuyện về thuế, và nhất là hỏi tại sao mà người dân ở chợ lại ít khi nào mà đánh thuế với người mua hàng. Cho nên tôi có ý thế này. Thứ nhất ấy là do nhà nước của mình ấy là đặc thù, đó là nắm khá nhiều tài sản công. Ví dụ như công ty Viettel chẳng hạn là một trong 100 cái tập đoàn viễn thông mạnh thế giới. Cho nên ấy là sau khi mà họ tập đoàn viễn thông ấy nó đóng thuế cho nhà nước rồi, đúng không? Thì cái thuế nó đóng vào ngân sách thì khối tài sản còn lại vẫn là của nhà nước. Có nghĩa rằng là cái việc nắm khá nhiều tài sản công, bao gồm dầu khí, bao gồm viễn thông, rồi bao gồm điện lực, những cái đó nó tạo cho cái người dân của mình bớt đi áp lực về thuế. Cho nên những bà bán rau ngoài chợ hay bán cá ngoài chợ ngoài đồng đem ra chợ bán ít khi nào đánh thuế lắm. Không bao giờ bị đánh thuế. Đó, đó là vấn đề. Tôi chỉ nói như đó thôi. Rồi, xin cảm ơn ạ. Thì mọi người ở Việt Nam họ nói là tôi đóng thuế đây, cái người bán cá tôi biết là cái người đó bán cá hay là bán những như coi như cái đồ hàng hóa mà coi như mua bán tự do á, họ nói chính là coi cá ông là đóng thuế của tụi tôi. Nhưng mà tôi thấy thật á là chưa bao giờ người hàng rong và cái người mà mua bán về cá mủ hay là các chợ á, mà đóng thuế đó. Đúng rồi. Nhưng cái thuế môn bắt buộc phải mua, Dạ. cái thuế môn bài là cái tiệm của mình, cái thương hiệu của mình và bắt buộc phải mua Dạ rồi. đúng. Nhưng mà nói về cá, giống như là vô vô một chai nước đây, họ cộng ở đây họ cộng là 66% tiền thuế. Một chai nước đây 1 đồng thì họ cộng là 6 xu Dạ đúng rồi. tiền thuế. Đấy, nhưng mà ở Việt Nam là không áp Nhưng lực ở về Việt thuế là Nam nó có do nhà một cái nước đó. nắm khá nhiều tài Thực ra sản công, cho tôi nên họ bao cho cái người dân khá nhiều. Có nghĩa là họ nắm tài sản công nhiều. thì tôi thấy là những cái channel á, ok anh Nghị trong Nghị anh nghe tôi này, tôi thấy những cái channel channel Chấn Hưng Nước Việt hoặc là Eva họ nói là cán bộ ăn tiền thuế của chúng tôi, mà tôi chưa bao giờ tôi thấy những cái channel để bảo vệ đó. Dạ. Họ Ồ, quá không nghe. chưa bao giờ họ làm cái công việc nào để đóng thuế đó. Dạ. Đó coi như họ cứ nói là coi như cán bộ ăn thuế của chúng tôi, người dân của tôi. Ôi, Nhưng mà cán bộ người họ dân làm ở việc nông thôn họ mới lãnh lương. Có nghĩa là một người cán bộ họ làm việc họ lãnh lương, chứ không phải nói là anh trả lương cho họ là anh đóng thuế là anh trả lương cho họ là không. Họ đâu miễn phí đâu. Họ bỏ sức lao động họ ra để họ làm thì họ lãnh lương chứ. Đó là việc đương nhiên. Anh đóng thuế là đúng, để họ làm đương việc cho nhiên. anh và họ đã làm, đó là đúng đương nhiên. Khi anh làm sai thì họ xử lý anh vậy thôi, chứ đâu phải là vì anh đóng thuế rồi anh có quyền bỏ qua số đông. Nghĩa là người ta lãnh lương bởi vì người ta hoạt động cho số đông. Có nghĩa là bất kể anh làm việc gì không biết, nhưng mà người ta vẫn lấy cái quyền lợi tập thể lên trên hết. Anh là số ít vi phạm cái là lợi ích của tập thể thì dĩ nhiên người ta xử lý anh không thể nào chửi người ta là ăn thuế người ta được. Anh không chửi người ta nó vì anh đóng thuế Đúng người ta đấy. phục vụ anh được. Người ta phục vụ cho số đông nhưng phải phục Vì vụ cho đó cá là nhân của anh, đó là vậy. đó là họ làm việc của nhà nước, họ bỏ ra 8 tiếng họ làm việc á, là họ hưởng cái tiền 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 lương, chứ không phải là người dân mà bỏ vô động thuế mà để mà họ lượng tiền dân đây. Vâng. Mỗi người nào làm việc 8 tiếng là hưởng những cái đồng tiền mà họ bỏ cái mồ hôi và cái sức lao động ra họ hưởng. Đấy, chứ họ họ đâu phải là ngồi không họ ăn đâu, họ làm việc đàng hoàng và được lãnh lương một cách đàng hoàng chứ đâu phải là. Đúng đấy, đúng. Ok, bây giờ anh còn cái gì chia sẻ Dạ nữa, coi thôi, như là chỉ tôi là được dự nghe đi định nữa nói không? về vấn đề thuế ở ngoài chợ thôi. Như vậy được rồi, cảm ơn bác. Ok. Rồi, cảm Dạ, ơn. chào Rồi, bác. coi như rồi. Cảm ơn. Chúc ngày vui vẻ. Coi như Vâng, chào đi bác. góp ý. Rồi, ai cũng làm 8 tiếng là coi như họ cũng bỏ ra công việc họ làm. Mà cứ nói làm 8 tiếng là ăn 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 lương của người dân. Tôi không hiểu mà coi như cái loại người đấy mà coi như bây giờ phải thuộc xếp vào bài não hay là sao nữa đây. Để tôi hỏi một thời gian nó bắt đầu tôi xếp vào bài nào đi cho họ uống thuốc chứ rồi. Ok, để coi như để mình nói hết cái tâm sự, coi như để cho coi cho mấy người đó mà họ có cái gì phản biện lên rồi họ nói do tiền thuế của tôi, ai đóng thuế, anh đóng thuế bao nhiêu một năm. Tôi muốn cân là bên chỗ mà channel cái gọi là Chứng Hưng Nước Việt á, với Eva đó, cái channel Eva đó, tôi lên coi hỏi mấy người đó coi một năm đóng thuế bao nhiêu, rồi tôi hỏi bên sở thuế thì coi có phải họ đóng thuế trên đó để cho biết chứ, mình phải tìm ra nguyên nhân chứ đừng có nói vớ vẩn. Ok, ai nữa?